Tình huống diễn ra ở phút 40 trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục dù không va chạm với cầu thủ nào. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, trọng tài Anthony Taylor ngay lập tức gọi các nhân viên y tế vào sân. Ngay sau đó, đội ngũ y tế của đội tuyển Đan Mạch đã vào sân và tiến hành hô hấp nhân tạo cho Eriksen. 5 phút trôi qua nhưng tuyển thủ Đan Mạch vẫn chưa thể tỉnh lại. Tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan đã được các bác sĩ đưa ra khỏi sân. Trận đấu khi đó đã buộc phải tạm hoãn. Cầu thủ hai đội và các khán giả đều rất sốc trước chấn thương của Eriksen. Tuyển thủ Đan Mạch đã được đưa thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Theo xác nhận của UEFA, tiền vệ Christian Eriksen đã được chuyển đến bệnh viện và hiện đã ổn định. Một cuộc họp giữa UEFA và hai đội tuyển đã được diễn ra vào lúc 0:45 và trận đấu đã được tiếp tục. Sau khi Eriksen đổ gục vào cuối hiệp 1, ngay sau đó, đội ngũ y tế đã vào cuộc và tiến hành sơ cứu cho tuyển thủ Đan Mạch. Sau khoảng 10 phút, các bác sĩ đã đưa Eriksen đến thẳng bệnh viện để cấp cứu. Có thể thấy, tiền vệ Inter Milan đã bắt đầu tỉnh lại và ổn định hơn. Chấn thương của Eriksen là cú sốc lớn nhất của Euro 2021 tính đến thời điểm hiện tại. Trên sân cỏ, tiền vệ 29 tuổi được biết đến là một cầu thủ thi đấu tài hoa và nhận được nhiều sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ bóng đá. Tại vòng chung kết Euro 2021, Christian Eriksen chính là ngôi sao số 1 của đội tuyển Đan Mạch. Những chú lính chì nằm tại bảng B cùng với Phần Lan, Bỉ và Nga. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, phải sang đến hiệp 2, bàn thắng mới đến khi đội tuyển Phần Lan bất ngờ vươn lên dẫn trước. Pojan Palo là người lập công đánh đầu tung lưới Đan Mạch. Phút 74, đội tuyển Đan Mạch bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát trên chấm 11m. Thủ môn Radecki đã rất xuất sắc khi bắt gọn cú đá của Homburg. Trước đó, Arazuri đã phạm lỗi với Poulsen trong vòng 16m50. Ở những phút còn lại, những nỗ lực của Đan Mạch là không đủ để họ có bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà chấp nhận rời sân tay trắng và không thể có được kết quả như ý dành tặng cho Eriksen.